Rồi, hôm nay thì chúng ta không xài team full hệ nữa mà... Đố các bạn tôi đang xài team gì? Rồi, thật ra là team với ba hệ tương khắc nhau, bao gồm cỏ, lửa và đất, thay vì là nước. Đó, khi mang ba hệ tương khắc nhau như thế này thì sẽ tăng được khả năng bao phủ hệ, cũng như là chúng ta sẽ có phương án đối phó hơn. Và trong đất thì tôi sẽ mang Gastrodon với đất và nước, cùng với khả năng hút nước của nó sẽ bảo vệ những con Pokemon hệ lửa. Nha, vô trận cái đã. Bên kia đang làm cái gì ta? Bên kia chắc là có mang theo Primarina quá. Tôi sẽ mang Gastrodon là cái chắc rồi nè. Còn mấy con còn lại, con nào nên đi trước ta? Chắc là tôi sẽ mang theo Whimsicott là cái chắc rồi nè. Gachom không ta? Gachom, Gastrodon cùng với lại Rillaboom được không? Được, giờ không được cũng phải được. Vô. Ui chà, tôi hy vọng là team này sẽ ok. Ok, Sylveon và yeah. Crimsnor, ok luôn. À mà cho bạn nào thắc mắc là tôi đang chơi game gì thì tôi cố gắng rõ hàng đó nha. Có thể coi bên góc trái màn hình hay là sổ ra thì cũng có thể coi được. Rồi ok, vô. Chắc tôi sẽ Terra cho Gachom và dùng chiêu hệ độc. Crimsnor đó chắc dựng tường reflect quá. Rồi để coi mày sẽ làm gì đây. Nó Terra. Terra hệ tiên giùm. Hệ tiên, ok luôn. Ôi da, phay cao. Ồ, con Crimsnor này mang theo phay cao à. Không nổi không đâu. Tuy nhiên là xấu. Rồi. Tôi không biết là con cream ngon này mang theo cái cách. Ui chà luôn. Biến tìm con Crimsnor này đi. Rồi, ok mày luôn. Yeah. Cho chồm xuất sắc. Tôi không biết bên kia sẽ cho con gì. Thôi thì tôi sẽ cho con Rillaboom ra vậy. Oh, Primarina. Gachom bên kia luôn. Ok tuyệt. Tôi muốn dùng Woodhammer để xử con Primarina nhưng mà không biết tình hình như thế nào. Không biết con nào. Tôi sẽ protect cho con Gachom để coi cái tình hình sao. Thấy chưa, con Primarina. Chắc con Gachom bên kia dùng Stomping Tantrum quá. Chứ nó không dùng Earthquake được rồi.
Ui, pause and drop. Đau nha. Mày protect cái mày. Trời ơi, còn miếng nữa bà nội cha. Rồi ok. Mày biết dòng họ tao là giang hồ không? Yeah. Oh, critical hit thôi nói gì. Tuyết. Trời, cái này là tiêu điểm của Gachom. Giờ tôi thấy Gachom mà mang Life Off nó vẫn nó khỏe hơn là mang Choice Cap ha. Muốn đánh chiêu nào đánh, tốc độ có chậm hơn chút cũng được. Cưng ơi, Earth Power bảo vệ. Mày thử dùng Harbor Voice đi. Thank you. Bye bye. Tuyệt. Ông mở màn nghe là cũng hết đầu xuôi đuôi lọt. Và trận tiếp theo, bên kia chắc sử dụng trời nắng rồi. Nếu mà đã sử dụng trời nắng thì bên đây cũng đâu có thua. Bên đây chơi trời nắng mà con nào trick room đây chắc có thể là con Amarus trick room quá. Thử đi, mình không biết. Bên kia không có con hệ nước trừ con Green Ninja. Mà rất có thể con Green Ninja ra sân đấy. Magma, có nên cho Magma ra sân không ta? Magma cũng nên ra sân. Hay cho Rillaboom ra nhỉ? Rillaboom không có đánh được đứa nào bên này hết. Chỉ có Magma đi chung với lại Gachom. Thử thôi. Vô thử thôi. Biết sao giờ. Ok. Rồi, ok luôn. Tôi nghĩ là bên kia sẽ dùng không biết nữa. Bên kia dùng gì thì có trời mới biết. À, nhưng mà lại nhắc một lần nữa, bạn nào mà thắc mắc tôi chơi game gì và mấy game gì thì tôi có lễ lên sản phẩm ấy nha. Có thể các bạn sẽ coi, có thể coi. Rồi. Ok, nó có dựng tường, bé ơi. Trời ơi. Nó cũng cứng thật. Oh. Weakness policy hả? Mày hay đấy, tao sẽ dùng Encore. Oh, wait. Oh, sao nó đoán được hay nha.
bị bỏng ấy. Bị bỏng không? Không bị bỏng. Ủa nó kìa, cái này có bị bỏng không? Không nhớ chiêu này có bị bỏng không. Thôi rồi. Ủa sao Trick Room mà cho con Greninja ra ta? Con Greninja tôi nhớ tốc độ nó trăm mười mấy lần mà đúng không ta? Nhà đầu thế. Hyper Pump. Ví vậy lúc nãy mang con Gastrodon ra. Mahoxie. Tail Fox, ok, cố lên, cố lên. Trời ơi, tại sao nó dùng Trick Room mà nó cho con nó ra? Trời ơi là trời, nó ngộ nghĩnh vậy. Hy vọng con Greninja nó mỏng xíu. Ok. Hyper Pump. Yeah. Biến này giùm tao cái đi. Tamarut. Trick Room còn bao nhiêu lượt nữa vậy ta? Trick Room còn có 1 lượt rồi. Ngu gì đánh lượt này. Blast xử con Crimsnow ấy coi. Hammerroot chắc nó sẽ nhắm vào con Gachom. Ui oh yeah. Xong đời. Hit Wave hả mày? Hit Wave với tao hả mày? Rồi Magma. Magma ra đây để làm gì? Đương nhiên là mấy con này không có con nào có thể sử dụng chiêu gì quên tiêu rồi, chiêu gì quên tiêu, knock off. Ừ, cho nên Magma chắc là làm được. Thế con Magma lại còn có kích thước bự nhất luôn á. Yeah, tôi đã bắt được con Magma có kích thước cực kỳ bự. Mà mình nó tính làm gì á? Amarut hình này nước á. Ồ oh. Bị dính tên The Wave nữa. Ok. Tôi sẽ protect và dùng taunt cho con Crimsnow. Con Crimsnow chắc không có taunt đâu nhỉ.
Bên kia tính làm gì ta? Oh, Thunderway. Nhưng con mắt ma rồi. Grimmsnow phiền nha. Bớt phiền lại. Heatwave. Xong rồi. Tôi heatwave thêm một lần nữa. Con Amarus chắc không có Terablast đâu ha. Chứ nó không có Terablast đâu. Có chắc mình cũng mệt dữ à. Ok. Annihilate. Trượt ha, trời cái lúc quan trọng gì mà trượt. Trước nữa. Trời ơi. Follow me quá. Có biết tao chờ cái ngày này lâu lắm rồi chưa? Ok. Rồi. Chết rồi, giờ con Grimmsnow đó nó ra nó Thunder Wave mình rồi. Xong luôn. Một là nó Thunder Wave, hai là nó dựng tường light screen. Đấy, ok. Trời trượt nữa. Trời đất ơi. Có cần phải vậy không? Xong trượt miếng nào không nói gì đi. Ô được. Ê chắc sống nha. Chắc được nha. Dựng live screen nữa mày. Tại khả năng phòng thủ đặc biệt của Delphox vẫn mạnh hơn của Amarus. Amarus phòng thủ đặc biệt có 80 à. Wow, hên quá. Hên gì? Không hên miếng nào, xứng đáng. Thắng này xứng đáng. Trượt mấy lần. Và trận tiếp theo để coi có thể làm một cú thắng triple hay không nhá. Bên kia chắc là rồi. NDD đi chung với lại con Hatterin rồi. Nên làm gì nhỉ? Tell me. Tôi nghĩ là tôi nên cho con chắc chắn là phải có Rillaboom đi theo để đè môi trường rồi đó. Có thêm hệ lửa của Mahoshi nữa. Có hệ nước. Con là chắc chắn không mang theo con Gastrodon. Không thể nào mang theo Gastrodon vì có con Lilligan. Chắc như đây là đủ ha. Được không ta?
Vô coi. Hy vọng đi, hy vọng mình tỉnh táo rồi. Hy vọng tôi đủ tỉnh táo nha. Rồi, ok. After you quá. Chắc là xài after you rồi. Nếu mình gấp đôi tốc độ chắc là mình nhanh hơn. Mà con Torkoal thì nó làm cái gì ta? Tôi không biết nữa. Tôi nghĩ tôi vẫn phải giảm tốc độ của con Torkoal lại. Mình nhanh hơn đúng không? Triple Axel hả? Ô, hên quá. Ý giùm tao cái khỏi Eruption nha mày. Tuyệt. Ôi nhưng mà con Lilligan đó vẫn nhanh hơn đó ta. Ừ chứ gì nữa. Tôi nhớ tôi lắp cấp đối tốc độ cho con ấy rồi mà sao kỳ vậy ta. Trời đất ơi. Phiền. Focusas. Nè hit wave một lần coi. Ok. Hit wave một lần thắng luôn hai con này coi. Hit wave coi. Trúng hai con nha. Tuyệt. Tuyệt. Biết đặc tính của ta là gì không? Ta là Blaze. Tức là khi máu xuống còn màu đỏ thì nó sẽ gấp 50% sát thương hệ lửa. Xong rồi cộng thêm trời nắng nữa thì hai tụi bay chết là đúng rồi. Tôi muốn coi thử. Mình đang trong Tailwind mà. Indeed, ok. Hatterene. Tôi nghĩ tôi sẽ rút về và cho Rillaboom ra. Chắc nó sẽ Trick Room đó, nhưng mà thôi kệ bà đi. Mình có dùng Expanding Force thì hai con này cũng sống thôi. Thà dùng Heat Wave thì nó có vẻ tốt hơn. Hình như con Hatterene nó không có chiêu gì ưu tiên đúng không ta? Ồ, hệ lửa. Sợ nha, sợ nha. Ok, follow me. Con này cũng phiền ghê ha. À, tôi sẽ cái con Hatterene nó sẽ phát cao. Chết, tôi quên đổi Terra cho con Rillaboom thành hệ nước rồi. Tính đổi mà quên hoài ta. Tôi có nên hy sinh không ta? Sẽ phải cao. Hatterene sẽ dùng chiêu gì trời? B.
bớt lại giùm. Tuyệt. Trời ơi, còn miếng nữa bà nội mày. Ủa nhưng mà không sao, mình có Crushy Climb mà đúng không? Không biết thắng nổi không nhưng mà thôi kệ đi. Hit quay một lần nha. Crushy Climb. Crushy Climb vô coi nè. Phải chết nha. Tụi mày không có Expanding Force thì tụi mày cũng ngẫm. Nào. Trời ơi, nó Mystical. Sao từ đầu không làm vậy đi? Ủa, sao mình có Crushy Climb mà tại sao? Kỳ ta. Mà tính ra ban đầu mình có Chris. Ủa? Hay tôi bấm lộn? Ủa? Sao mình không đi trước? Ok, trích râm còn một lượt nữa. Mình sao mình không đi trước ta? Ngộ vậy. Nó ơi, con Hatchery nó phiền quá. Trời đất. Ủa tại sao chỉ Crushy Climb đi trước trời? Rồi và trận tiếp theo. Để coi. Chắc lại là trời nắng nữa rồi. Thử xem như thế nào. Có con Del Fox. Rillaboom mà. Hoặc có thể bên kia sẽ cho con con gì đó tiêu vậy. Con Muckrow đi chung với lại con rùa quên tên à. Kamex. Quên tên tiếng Anh rồi. Nhớ tên tiếng Nhật không? Gotcha. Tôi nghĩ là tôi sẽ đổi lại một chút. Train Whiskot đi chung với lại Rillaboom. Delphox cùng với lại Gotcha. Ok.
chắc nó dùng ra Claw. Một trong hai con đều phải chết. Ok. Raybird. Ê, mình không có xài Focus Sash. Tính ra là mình không xài Focus Sash luôn á. Phay cao hả? Phay cao. Nó phay cao đúng không? Mày phay cao, tao cho mày phay cao, tao cho mày encore. Vậy nha con. Con nín họng liền. Hai horsepower coi. Trời đất ơi. Giờ ta sẽ Moon Blast, vô con Murkrow, Crash Decline vô con Sinsler. Mày phải rút Sinsler về thôi cưng. Ủa hình như Whimsicott nhanh hơn Murkrow mà đúng không? Cả hai đều đang setup Tailwind, chắc Whimsicott nhanh hơn. Đó, chính xác. Ồ, Venusaur hả? Trời ơi, con Murkrow. Bà nội cha nó. Murkrow phiền thế nhờ. Rồi con Murkrow bất tỉnh chưa? Murkrow còn sống rồi luôn hả? Rồi đó, sao nó phiền quá nhờ. Why? Tell me why. Mày thử gọi trời nắng ra đi coi. Mày thử gọi trời nắng ra tao coi. Thử một lần gọi trời nắng ra tao coi. Ừ, rút về đi cơ. Sinister. Sẽ ra hệ gì? Sẽ ra hệ đất, sẽ ra hệ lửa, hệ nước. Wow, wow, never expect that. You good, you good. Đó, thành tổ, thành một dòng tổ hợp luôn, cỏ, lửa, nước. Đấy, quá đỉnh. Crash shirt của mình còn nhiêu gì vậy ta? Murkrow. Tôi sẽ bảo vệ con Tail Fox và dùng Wood Hammer ta. Chắc Wood Hammer quá. Nè, hy vọng. Ồ, con Murkrow đó mang Protect hả? Ồ, Protect luôn hả? Ok. Hình như hết. Hết Crash Shirt thì phải. Hết môi trường cỏ đúng không ta?
Ok, hết môi trường cỏ rồi. Heatwave rút con Rillaboom về, cho Gachom ra. Yeah, vĩnh biệt mày, quỷ Macro. Mà bên kia đang nhanh nhất rồi. Còn con gì nữa vậy? Ui da, bên kia còn một con nữa. Blastoise. Tôi nghĩ tôi nên bảo vệ cả hai con lúc này. Cái con bên kia làm gì vậy ta? Wow. Sao mình bắt đầu mình chơi cỏ lửa nước thì bắt đầu gặp toàn mấy con chơi đội hình này không vậy? Oh, Grass Pelt. Ờ, chết nha. Không được. Hai cái chiêu này mà gộp chung. À, Water Spout. Tôi nghĩ tôi nên kéo dài thời gian lúc mà Water Spout hả? Tôi nghĩ tôi nên kéo dài thời gian lúc mà con lúc mà bên nó còn đang Tailwind khá là yếu. Con nào đáng sợ? Con Venusaur. Yay. Ui, đau th- Thấy mẹ không? Hết Tailwind chưa? Như 4 lượt Tailwind rồi mà đúng không? Sao? Chưa Crash Pallet. Đất ơi là trời luôn á. Chắc tôi nghĩ Protect. Nào, bên kia có protect hay không? Dính bị con này coi. Tuyệt. Quá khỏe. Ồ da. Hết theo win chưa? Đó, vậy đi, đúng rồi. Sao vậy? Ờ, cái bên kia bỏ cuộc.
Rồi. Chắc là bên kia bỏ cuộc rồi. Và đó cũng là những trận khởi đầu cho team Tam Hệ Tương Khắc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong team tuần sau. Bye.